Chào các bạn đến với Tarot Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Và nếu bạn đã quá quen với mình thì mình rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh Tarot thứ hai nữa là Khu Vườn Nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm, còn đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self love, phát triển bản thân giữa đóng tuần, giữa đóng tháng. Thì hôm nay sẽ là dự đoán về tuần đầu tháng 4 ha. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2, tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích, mình sẽ để đá vào sau ha. Xin chào các bạn chọn tổ số 1 nha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên nhấn nhấn follow Instagram nếu các bạn muốn ha. Thì lá bài đại diện cho năng lượng trong tuần này của các bạn ha. Các bạn có lá The Thunder. Thì đối với mình khi mà mình vô lá bài này á, mình cảm thấy năng lượng trong tuần này là một cái năng lượng mà mình cảm thấy, thứ nhất mình nhìn vô đôi mắt và mình nhìn vô cái đầu á, thì mình cảm thấy là có thể là các bạn sẽ khá là tin tưởng hoặc là tin tưởng, nói chung là tin tưởng, là tin tưởng ở đây theo kiểu là bạn thông minh, bạn sáng suốt. Cái thứ hai là tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quyết định của bản thân, tin tưởng vào cái năng lực của bản thân, và mình cảm thấy bạn biết bạn phải làm cái gì, bạn biết bạn nên làm cái gì trong tuần lễ này, hoặc là bạn chủ động làm những cái cần làm trong tuần lễ này. Và mình cảm thấy đôi mắt rất là sáng. Thứ hai nữa là mình cảm thấy bạn có móng vuốt, và mình cảm thấy cái gọi là cái tâm thế của bạn là sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện, dù là vấn đề hay là công việc, là cuộc sống, là cái gì đi chăng nữa. Mình cũng cảm thấy bạn đón nhận với một cái tâm thế rất là mở, giống như bạn biết mình là ai. Mình cảm thấy cái năng lượng của bạn rất là tốt, và ít nhất là nó kiểu giống như là bạn điều khiển được nó, chứ không phải bạn bị nó điều khiển. Và mình cảm thấy có một cái có thể cái mood của bạn trong tuần này nó không gọi là vui, nhưng mà mình gọi là cái mood nó đang cháy á, kiểu giống như là bạn cảm thấy rất là nhiệt thành, rất là lửa, rất là hăng say, hăng hái á. Thì để mình coi cái công việc trong tuần lễ này của các bạn như thế nào ha. Mình thấy bạn có 6 kiếm, 7 kiếm, đừng 8 kiếm là được. The World. Thì đối với mình thì bài này lên thì mình cảm thấy là trong tuần lễ này thì mình cảm thấy những cái công việc mà bạn cần phải làm nó đại đa số là nó như bạn tưởng tượng và hình dung. Tức nghĩa là bạn biết những cái gì mà bạn phải làm trong tuần lễ này, và bạn chỉ tập trung vô làm đúng những cái thứ mà bạn cần phải làm thôi. Tại vì bạn có 6 kiếm là cái tâm thế làm của bạn, là cái tâm thế của một cái người gọi là làm được tới đâu hay tới đó. Bạn cũng không có quá gọi là đẩy người ta đi về phía trước, tức nghĩa là công việc của bạn, tại vì 6 kiếm là thường là một người chèo thuyền đưa hai má con qua sông. Thì ở đây bạn vừa đưa qua sông cái lá bài này là bạn thấy là cái người ta đưa là được cái nhân vật đó qua sông rồi. Thì mình cảm thấy giống như là bạn biết là à, mục đích của mình là đưa người ta qua sông, thì mình đưa qua sông là tới nơi tới chốn, là xong xuôi công chuyện của mình. Thì mình cảm thấy công việc của bạn trong tuần lễ này, tức nghĩa là bạn cũng hoàn thành những cái bạn được giao, bạn chỉ làm đúng trách nhiệm, đúng bổn phận. Còn những cái gì không thuộc bổn phận, không thuộc trách nhiệm của bạn, thì mình cũng cảm thấy bạn né, hoặc là bạn chọn cách bạn không làm. 7 kiếm ở đây là né những cái gì đó không nhất thiết mà mình phải can dự và can thiệp, hoặc là bạn không muốn lãng phí, hoặc là phí phạm những cái gọi là năng lượng của mình, hoặc là sức lực của mình vào những cái mà giống như là chuyện của người ta, hoặc là chuyện không đâu, hoặc là không phải công việc và trách nhiệm của mình. Một cái nữa đó là mình cảm thấy giống như đó là bạn có đặt ra những cái mục tiêu hoặc là những cái kế hoạch nào đó, giống như bạn biết là ở thứ ba tôi phải làm gì, thứ tư tôi phải làm gì, thì mình cảm thấy bạn follow, bạn theo đúng cái gọi là cái trật tự công việc đó, chứ mình cũng không có thấy là bạn nhảy kiểu giống như là tùy hứng tùy cơn, mà bạn làm theo đúng cái lịch trình, theo đúng cái công việc mà bạn đã đề xuất trước. Nếu trong tuần lễ này mà bạn có cần phải làm những cái gì đó quan trọng quá, theo kiểu giống như là cần phải
kiểu giống như là có deadline, những cái công việc mà có deadline, những công việc mà có liên quan đến gọi là người bên ngoài, tổ chức bên ngoài hoặc là những cái cơ quan công quyền, chính quyền nhà nước gì đó, thì mình cũng cảm thấy giống như là bạn sẽ cố gắng làm theo đúng cái gọi là trật tự và sớm nhất có thể. Mình sẽ cảm thấy bạn ưu tiên những cái công việc, những cái đầu việc mà có deadline hoặc là những cái công việc mà những cái đầu việc mà cần phải có một cái giống như là có lịch hẹn á, giống như ngày đó hẹn giờ đó là bạn sẽ làm đúng cái lịch hẹn theo cái giờ đó, chứ bạn không có muốn bỏ lỡ cơ hội, bởi vì bạn cảm giác giống như là nó sẽ rất phiền nếu mà để nó gọi là nó bị kéo dài hoặc là nó bị trì hoãn. Những cái bạn nào mà có những cái công việc mà nó liên quan tới người khác, chẳng hạn giống như là phòng ban khác hoặc là những cái bộ phận khác hoặc là những cái tổ chức ở bên ngoài, thì mình cảm thấy giống như là bạn sẽ cố gắng chủ động liên lạc hoặc là liên hệ với người ta, tại vì mình cảm thấy có vẻ giống như cái người bên kia họ không có mấy gọi là nghe lời bạn hoặc là làm theo ý bạn hoặc là kiểu giống như là họ tùy cơn tùy hứng, nó không phải giống như cách làm việc của bạn, nên mình cảm giác giống như là bạn hiểu cái nết cái tính như vậy, nên thành ra bạn cũng kiểu giống như là không có khó quá cưỡng ép á, không có quá gượng ép ha. Rồi những cái bạn nào đi xin việc, đi phỏng vấn á, thì các bạn để ý giùm mình, tại vì cái bài này lên thì mình thấy phỏng vấn cái kết quả có thể là dù bạn nhận, dù được nhận nhưng mà mình sợ bạn không có làm, hoặc là bạn có một cái ưu tiên một cái chỗ nào đó khác tốt hơn, bạn chỉ đi phỏng vấn ở chỗ này theo kiểu là backup một cái chỗ để phòng hờ dự bị, hoặc là bạn nếu bằng phỏng vấn bạn thấy ưng ý, bạn thấy lương bổng ok thì bạn mới làm, còn nếu mà không thì bạn cũng không có làm ha. Cái chỗ phỏng vấn này thì mình cảm giác nó hơi một là nó đòi hỏi, nếu mà nó đòi hỏi quá cao so với sức của bạn thì mình cũng cảm thấy là bạn muốn phỏng vấn cho biết cũng như là phỏng vấn để lấy kinh nghiệm. Còn nếu chỗ này là cái chỗ mà bạn đi chơi thì như nãy mình vừa nói ha, với mình cảm giác giống như là bạn phỏng vấn mà bạn thiếu sự chuẩn bị nha. Hơi thiếu sự chuẩn bị một chút hoặc là hơi chủ quan ha. Bây giờ mình sẽ qua tới phần tình cảm và mối quan hệ của những bạn độc thân ha. Bạn có 8 gậy. Bạn có Justice. Và bạn có 2 kiếm ha. Mình cảm thấy là cái năng lượng của bạn gọi là các mối quan hệ xung quanh á, thì mình cảm thấy giống như đó là 8 gậy thì có thể là có người liên lạc, có người tìm đến hoặc là có những cái kết nối mà kiểu giống như đó là bạn kiểu giống như là người ta liên hệ với bạn, người ta tìm đến bạn, nhưng mà bạn thì có vẻ tại trong trong đây là hình cái con gọi là con thạch sùng á, là trong cái đám mây. Mình không biết mấy bạn có thấy không ở đây nè đó, thì mình cảm thấy cái con này có vẻ giống như nó né hoặc là kiểu giống như là nó lựa cái gậy nào đó hợp thì nó mới leo lên. Cái thứ hai nữa là qua Justice thì mình cũng cảm thấy là con chim bồ câu nó đang bay, hoặc là cái ông đó ông thả con chim bồ câu bay đi, thì cái điều đó làm cho mình có cảm giác giống như đó là cái người này trong tuần này, trong cái mối quan hệ mà họ có thì họ chỉ lựa hoặc là họ chỉ dành năng lượng cho những cái kết nối nào mà họ cảm thấy là nó có hợp lý hợp lẽ. Tại vì Justice là chọn lựa, là cân nhắc, là đắn đo, mình không mà 8 gậy thì nó hơi tùy hỷ. Thành ra mình cảm thấy giống như là có thể 10 người liên hệ bạn nhưng mà bạn chỉ tương tác với một hai người, hoặc là bạn chỉ cảm thấy thiện chí kết nối với một vài người bạn, bởi vì bạn có 2 kiếm nữa. Bạn cảm giác, mình cảm giác giống như là đối với bạn là bạn đang trong cái thời gian giống như tịnh dưỡng, hoặc là đang trong thời gian muốn tách biệt bản thân một chút, hoặc là cần thời gian để tĩnh tâm hoặc là để tập trung năng lượng cho bản thân hơn là tập trung cho năng lượng những cái kết nối bên ngoài, nên mình cảm thấy giống như là bạn cũng không có mấy mặn mà lắm với những cái kết nối mà 8 gậy là kiểu xã giao, kiểu giống như là cho có hoặc là cho vui thôi, nó không có mang lại giá trị hoặc là lợi ích gì nhiều ngoài cái chuyện là vui chơi và giải trí hoặc là thuần túy về xã giao. Thì mình cảm thấy là có thể là một số bạn chỉ tương kết nối bởi vì giống như là nói chuyện một chút, nói chuyện phím một chút hoặc là trao đổi một chút với nhau về những cái vấn đề thôi, chứ không có muốn đào sâu hoặc là lấn sâu vào thời gian của nhau. Còn về chuyện tình cảm á, thì bài này lên thì mình nghĩ là có người để ý các bạn, nhưng mà có vẻ giống như là họ cũng cũng hơi đắn đo. Mình thì không biết là bạn để ý người ta hay là người ta để ý bạn, nhưng mà nó cái tình huống đó là có người để ý nhưng mà nó hơi có một cái sự phân vân và đắn đo, có 8 gậy và Justice, mặc dù có thêm 2 kiếm nữa nó là càng làm cho cái sự đắn đo này theo kiểu là thứ nhất là mình không biết là có nên phát triển hay không, tại vì 8 gậy tức nghĩa là có thiện cảm, có những cái cảm giác đặc biệt, nó giống như sét đánh vậy đó, nhưng mà nó nhanh quá, nó vội quá, hoặc là nó còn sớm quá để quyết định. Thứ hai là Justice tức nghĩa là cân nhắc, thứ hai là còn những cái yếu tố ngoại cảnh khác tác động, thành ra có thể dù bạn thích người ta hay là người ta thích bạn, người ta crush bạn thì nó vẫn còn quá sớm để quyết định, quá sớm để nói là cái câu chuyện này nó sẽ có một cái
cái gọi là hai bạn sẽ tìm hiểu nhau hay là hai bạn sẽ như thế nào, hoặc là bạn hoặc là có nhiều sự lựa chọn, có nhiều người để ý bạn nhưng mà bạn cũng chưa thấy người nào mà bạn muốn chốt đơn, muốn chốt kèo ở đây và bạn vẫn còn khá là phân vân ha. Tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha. Một cốc bốn tiền, ô lộc bốn kiếm và ba cốc, bốn cốc luôn chứ. Một cốc bốn kiếm bốn cốc. Mình cảm giác đó, đó là các cái gọi là kết nối xung quanh của mấy bạn á. Mình nghĩ là có thể một số bạn thì trong tuần lễ này có thể một là bạn giúp người ta, hai là người ta muốn nhờ bạn giúp đỡ, hoặc là bạn nhờ người ta giúp đỡ. Thì dù là bạn nhờ người ta giúp đỡ hay là bạn giúp đỡ người ta thì đều sẽ có người giúp đỡ hoặc là hỗ trợ cho cái người còn lại, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu bạn nào đang có muốn hẹn, muốn lên lịch gặp ai đó, tìm kiếm ai đó, hoặc là kiểu giống như là đến gặp một người nào đó vì công chuyện nào đó, thì có thể là bạn sẽ gặp được, bạn sẽ tìm được, bạn sẽ lên lịch hẹn được, người này sẽ đồng ý. Một cái nữa đó là nếu mà mình thì mình cảm thấy có một cái cuộc gặp gỡ nhưng mà mình không biết cái này là bạn gặp với cái người hồi nãy mình mới nói hay là cái người khác, nhưng mà mình thấy có một cái cuộc gặp gỡ nó bất ngờ hoặc là nó vô tình trong tuần này, hoặc là kiểu giống như là mình kiểu như bất ngờ vô tình, đây không phải là gặp một người lạ mà là một cái người bạn có quen biết nhưng mà vô tình hữu ý bạn gặp họ ngoài đường hoặc là gặp họ ở đâu đó, thì mình cảm thấy giống như là gặp lại người cũ hoặc là một mối quan hệ cũ nào đó ở đây, thì không nhất thiết phải là người yêu cũ đâu, chẳng hạn như bạn cũ của bạn lâu năm, một người lâu rồi không gặp. Rồi mình cảm thấy là có một vài cái kết nối theo kiểu là nói sao ta, kiểu giống như là có người ta tìm tới bạn nhưng mà mình cảm thấy là bạn sẽ chọn cách, một đó là xã giao thôi hoặc là nói những cái câu chuyện phím thôi, hai nữa là bạn chỉ kiểu giống như là tương tác cho có thôi, rồi sau đó bạn cũng sẽ rút lui hoặc là bạn cũng sẽ tạm thời dạng giống như là chào hỏi vài câu rồi thôi, mình không có cảm thấy cái nhu cầu muốn kết nối lại hoặc là cái nhu cầu muốn gắn kết. Mình chỉ cảm giác giống như đó là người tìm thì nhiều nhưng mà cái người gặp á, thì lại không có vẻ như không có mấy thiện chí là muốn gặp, hoặc là kiểu giống như là chỉ muốn gặp một vài cái thôi chứ không không muốn gặp nhiều. Rồi về cái tình gọi là tình cảm yêu đương giữa bạn với họ thì mình cảm thấy là người cho thì kẻ nhận, người nhận thì kẻ cho. Ở đây mình cảm thấy cái mối quan hệ nó hơi kiểu cho và nhận, tại vì có một cốc là cho, bốn cốc là nhận, thì mình cảm thấy nó hơi một chiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tạm thời giữa hai người vẫn cảm thấy kiểu giống như là có qua thì có lại thì có qua, nó hơi kiểu lý trí một chút xíu và nó mang tính hơi kiểu kiểu không thật tự nhiên lắm, kiểu giống như là bạn nhắn tin mình nên mình mới nhắn tin bạn, bạn trả lời mình thì mình mới nhắn tin bạn, mình quan tâm bạn, bạn mới quan tâm ngược lại mình, nó hơi kiểu như vậy. Thì nó làm cho cái mối quan hệ cảm giác là thiếu an toàn và thiếu thiếu sự tâm tâm tư tâm ý gì đó ở đây, nó hơi kiểu hơi không thật lòng thật dạ cho lắm. Nhưng mà kiểu nó hơi, bạn tưởng tượng giống như một mối quan hệ mà người ta làm cái gì đó thì mình đáp lại, người ta làm cái gì đó thì mình mới đáp lại, thì nó lại không phải như là một cái gì đó chân thành chân tình mà nó hơi kiểu máy móc á. Thì mình cảm thấy là cái mối quan hệ này nó hơi kiểu thiếu một cái sự tâm ý hoặc là toàn tâm ở trong đây ha, mình cảm giác nó vậy. Thì bây giờ mình sẽ qua tới phần thời vận và sức khỏe, chứ mình cũng không nghĩ là mối quan hệ nó có vấn đề gì quá là nghiêm trọng ha. Thời vận và sức khỏe, năm gậy ba kiếm và the sun. Thời vận thời vận thì mình nghĩ năm gậy với ba kiếm ở đây thì có thể là có lục đục nội bộ nha, hoặc là có những cái sự bất đồng gì đó liên quan đến cách làm việc, hoặc là có những cái sự gọi là trục trặc hụt hạc gì đó ở đây mà có vẻ giống như cũng không có thuận ý vừa lòng nhau cho lắm. Bạn thì có vẻ giống như bạn cũng không có, bạn cũng nghĩ trước hoặc là biết trước về tình huống này rồi, thành ra mình cảm thấy ba kiếm ở đây giống như là một cái sự chấp nhận và bạn chỉ mong thời gian trôi qua mau để vượt qua cái khoảng thời gian này. Cái thứ hai nữa là có thể một số bạn có những cái vấn đề gì đó mà kiểu giống như là mặc dù bạn đã cố gắng thực hiện nhưng mà nó cũng không có đạt được, hoặc là nó cũng không có khó thay đổi được nhiều. Mình cảm giác giống như là mình chỉ cảm giác cái thời vận của bạn nó hơi kiểu giống như là có một vài cái rủi, nhưng mà cái rủi này không phải là xui xẻo nhưng mà kiểu giống như là nó hụt trong cái quá trình làm, nó hơi hụt hạt, nó hơi trục trặc, nó hơi khó khăn một chút, nó làm cho bạn hơi nản chí thôi chứ không phải là bị xui xẻo hay bị cái gì. Sức khỏe của bạn thì mình cảm thấy giống như ở đây là sức khỏe thì có thể một số bạn đang bị nhiệt, bị nóng hoặc là bị một cái sự gọi là mình cảm giác giống như là các cơ quan trong cơ thể nó đang chổi lại với nhau, nó hành bạn hơi bị mệt, hoặc là kiểu giống như cơ thể của bạn hơi bị mệt, hơi
bị đuối. Một số bạn thì có thể là bị vấn đề về nhiệt, hoặc là một vấn đề về nhọt, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến gọi là cái sự thay đổi của môi trường và thời tiết nó ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể của bạn, nó làm cho cơ thể của bạn bị kiệt quệ hoặc là hơi kiểu giống như là bị kiểu giống như căng thẳng quá đó. Xin chào các bạn chọn tụ số 2. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram luôn nếu các bạn muốn ha. Thì lá bài đại diện cho năng lượng tuần của bạn ha. Các bạn có lá The Mist. Thì mình thì khi mà mình nhìn vô cái lá bài này á, thì mình nhìn vô cái chấm màu xanh ở trên đầu. Cái thứ hai nữa là mình đang nhìn vô đôi tai. Thì mình cảm thấy á, đầu tiên là cái năng lượng của cái lá này là một cái năng lượng nó từ từ, nó không có vội vàng. Cái thứ hai nữa là một cái lá nó rất là kiểu như nó chậm chậm, nó ăn mòn. Tại vì lá mist này là lá gọi là giống như là xương, không phải là xương nhưng mà nó là giống như một cái màng axit, nó ăn mòn những cái thứ gọi là bên dưới của nó. Thì mình cảm thấy giống như đó là có một mà nó ăn mòn là ăn từ từ. Mình cảm thấy cái năng lượng của bạn trong tuần này có thể là nó thấp. Thứ hai nữa là cái mood làm việc của bạn hoặc là cái cảm xúc của bạn á, nó cũng sẽ kiểu giống như là nó hơi bị thấp, kiểu giống như là hơi bởi vì năng lượng mình thấp, thành ra mình cũng không có quá vui vẻ, mình cũng không phải kiểu giống như là quá hớn hở, mà thay vào đó là mình cứ từ từ hoặc là để cho mọi thứ nó hơi trôi trôi một chút xíu. Cái nữa là nếu mà bạn nào có đang lo nghĩ hoặc là đang bận tâm phiền lòng gì đó thì có thể có chuyện có việc gì đó khiến cho bạn hơi bận tâm và phiền lòng, nhưng mà mình nghĩ là câu chuyện nó cũng sẽ qua hoặc là cũng được giải quyết hoặc là dàn xếp ha. Thì để coi cái công việc của bạn trong tuần này như thế nào ha. Bạn có lá bốn kiếm, bạn có The Sun và bạn có The Star. Công việc của bạn trong tuần lễ này á, thì mình cảm thấy công việc á, thì có thể là một số bạn thì sẽ phải làm giùm cái công việc của một người nào đó. Mình thấy đầu tiên lên là có người nghỉ việc hoặc là có một cái sự thay đổi về vị trí công việc nào đó mà nó dẫn đến cái việc phát sinh thêm đầu việc hoặc là tạo thêm công việc cho người khác làm. Mặc dù là bạn đã cố gắng làm hoặc là thay đổi hoặc là điều chỉnh rồi nhưng mà kiểu giống như là không né được, giống như dù có đã có tuyển thêm người để gánh vác công việc nhưng mà công việc nó vẫn nhiều, hoặc là dù là có thêm những cái gọi là đã có kiến nghị, đã có đề nghị nhưng mà nó cũng chưa có thay đổi nhiều. Một số bạn thì trong tuần công việc của mấy bạn có thể nó sẽ liên quan gì đó đến cái việc gọi là nếu mà bạn nào làm mà liên quan đến khách hàng, liên quan đến chốt đơn, chốt kèo, liên quan đến kiểu giống như là sự kiện event hoặc là những cái kiểu mà gọi là đối tác á, thì có thể là mình cảm giác phía đối tác nó hơi cà giật nha, hoặc là kiểu đối tác kiểu giống như là sáng nắng dịu mưa trưa lâm râm, mình cảm thấy tâm ý nó rất là hỗn loạn, nhưng mà đại khái là vẫn có thể chốt đơn được hoặc là vẫn có thể thỏa thuận hoặc là thỏa hiệp được với họ về cái cách làm việc, nhưng mình cảm thấy nó hơi tạm bợ. Còn nếu đây là kiểu như là liên làm việc liên phòng ban hoặc là làm việc kiểu phối hợp theo kiểu là mỗi người một đầu việc, mỗi người một công việc á, thì mình cảm giác cái team làm việc năng suất không có thật sự là quá xuất sắc. Mình chỉ cảm giác là làm việc đủ và kiểu giống như là khi người này làm thì người kia chơi, khi người kia chơi thì người này làm. Mình cảm thấy giống như là công việc nó phải bị chèo kéo hoặc là chằng chéo gì đó với nhau á, thành ra mình cảm thấy làm nó không có thống nhất, nó không có theo một cái quy chuẩn. Mình cảm thấy nó hơi, mặc dù ở phía ở trên á thì đang giám sát, đang theo dõi hoặc là đang đánh giá, nhưng mà mình cảm giác một là cái team làm việc này nó bị non, hai là cái người quản lý, cái người điều hành không thật sự kiểm soát hoặc là được nể phục gì đó trong cái chỗ làm việc, hoặc là chỗ này giống như con rắn mất đầu vậy đó. Làm việc nó rất là kiểu cẩu thả hoặc là kiểu giống như là đang có những cái thay đổi gì đó liên quan đến việc sắp xếp định hướng lại hướng đi công việc của công ty, thành ra mọi thứ nó đang rất là xáo trộn hoặc là xà bần ha. Mình chỉ cảm giác giống như là có thể trong tuần có khi rất là rảnh không có làm gì hết, còn có khi làm thì rất là nhiều và ngập đầu luôn nha. Rồi về những cái bạn nào đi phỏng vấn xin việc tìm việc á, thì bài này lên á, mình cảm thấy là nếu mà đi phỏng vấn mà bài lên vậy á, thì mình nghĩ là mạnh dạn đi, còn đậu hay không thì là hên xui. Mặc dù là bài lên rất là kiểu mấy cái là bài tích cực, nhưng mà mình cảm thấy ở đây có cái gì đó liên quan tới chuyện là cái người này họ nhìn vô hồ sơ bạn, họ đánh giá thì cao, nhưng mà tới hồi phỏng vấn bạn thì họ cảm giác là bạn hơi thiếu hoặc là hơi bị nổ. Nếu mà bạn nào viết hồ sơ mà kiểu nổ quá hoặc là kiểu khoe mẽ quá thì coi chừng ha. Tức nghĩa là bạn gây ấn tượng tốt với người ta trên hồ sơ, nhưng mà khi đi thực tế phỏng vấn thì có thể bạn thể hiện cái năng lực của bạn một là chưa tới, hai là bạn không có thật sự gọi là được đánh giá cao như là cái CV mà bạn viết. Người ta nhận bạn hay không thì mình cảm thấy ở đây là người ta cảm thấy người này đủ tố chất, đủ năng lực, nhưng mà người ta vẫn muốn tìm một cái người tốt hơn. Tại vì ở đây mình cảm thấy là nếu mà bạn nào, đặc biệt những cái bạn nào mà xin vào những cái vị trí leader
trưởng nhóm hoặc là manager thì có thể là người ta sẽ đánh giá bạn bị non, người ta sẽ muốn đi tìm một cái người có năng lực hoặc là có tố chất hơn ha. Bây giờ mình sẽ qua tới gọi là tình cảm và mối quan hệ của những bạn độc thân ha. 10 cốc, người đưa tin gậy như The Tower. Đối với những bạn độc thân á, thì trong cái tuần lễ này, các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn thì mình cảm thấy giống như đó là nó cũng không có thật sự gọi là tốt, tại vì có The Tower thì mình thấy kiểu gì kiểu nó cũng có những cái lời qua tiếng lại hoặc là có những cái gọi là kiểu không có thật sự nên tiếp xúc hoặc là nói chuyện nhiều với nhau trong tuần lễ này. Mình cảm thấy giống như đó là nếu có mâu thuẫn, có chuyện gì đó thì cố gắng dàn xếp hoặc là cố gắng dơ cao nói khẽ. Mình cảm thấy gọi là dơ cao đánh khẽ hoặc là kiểu giống như là cố gắng nhịn hoặc là cố gắng bằng bằng lòng, không bằng bằng không bằng lòng cũng được ha. Chứ ở đây mình cảm thấy nếu mà làm căng thì có thể là đôi bên đều bất lợi, mình cảm thấy không có lợi cho cả hai bên. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình cảm thấy giống như là coi chừng bị người ta vạch lá tìm sâu hoặc là coi chừng bị người ta gọi là móc thọt, kiểu giống như là người ta không thích bạn lắm nên thành ra người ta cũng không hợp tác với bạn lắm. Và mình cảm thấy kiểu giống như là người ta làm theo kiểu nước sông không phạm nước giếng. Nếu mà bạn nào có những cái vấn đề làm việc theo team, theo nhóm thì mình nghĩ vấn đề này khó giải quyết, hoặc là kiểu giống như là thậm chí là nói với nhau nhưng mà vẫn không có thay đổi được gì hoặc là cũng không có cải thiện được mấy. Những cái bạn nào mà đang kiểu giống như làm việc trong một cái tổ chức mà có nhiều nhóm hoặc là có nhiều khâu thì mình cảm thấy là mỗi khâu là một kiểu, nó không có sự chỉnh chu. Nếu mà bạn nào trong tuần này mà có gặp một cái người nam hoặc là một cái người nữ trẻ hoặc là một cái người mà tóc màu sáng thì có thể là cái người này họ sẽ muốn tham khảo ý kiến của bạn hoặc là nhờ vả bạn một chút. Mình cảm thấy như nếu mà bạn nào có đang gặp trục trặc với một người nữ hoặc là có đụng chạm gì tới một người nữ thì mình cảm thấy cái người nữ này, mình nói thẳng là cãi với họ thì cũng mệt mỏi, cũng chua chát lắm nha. Tại vì người này là người kiểu hơi nóng tính và hơi thẳng tính, thành ra nếu mà bạn cãi với họ có thể họ cãi thắng bạn hoặc là họ không có chịu thua bạn dễ dàng đâu nha. Còn về chuyện tình cảm á, thì bài này lên mình cảm giác giống như nếu mà bạn đang ngầm thích ai đó hoặc là bạn đang để ý người đó thì có thể cái người này thật ra họ cũng không thích bạn lâu đâu, hoặc là họ cũng chỉ đối xử với bạn theo kiểu gọi là bình thường hoặc là kiểu giống như là mình cảm giác giống như đó là tương đối kiểu mình bình đẳng với nhau và mình đối xử với nhau như hai người có quen biết thôi, chứ nó không phải là có tình cảm hoặc là có thể một trong hai người hiểu lộn ý của đối phương. Nếu mà bạn có crush ai đó thì mình nghĩ người này không thích bạn, còn nếu mà bạn chưa có ai đó hết, bạn đang tìm hiểu một mối quan hệ thì mình nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để gọi là có quen hay tìm hiểu ha. Mình chỉ cảm giác là có thể có một vài cái vấn đề gì đó liên quan đến người trong nhà của mấy bạn hoặc là một số vấn đề gì liên quan tới một người nữ ở trong nhà của mấy bạn ha. Rồi, tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha. Các bạn có livestream 3 gậy với 10 gậy ha. Thì mình thấy ở đây là các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn ha, thì mình cảm thấy là nó trong tuần này thì có thể sẽ có một cái nhân vật nam hoặc là có một cái người nam nào đó tìm tới và họ mang tới niềm vui cho mấy bạn, có thể là niềm vui về tin tức hoặc là niềm vui về vật chất, quà cáp, biếu xén hoặc là đồ ăn thức uống. Một số bạn ha, thì mình cảm thấy giống như đó là nếu mà bản thân bạn đang có ý định tìm gặp ai đó, hẹn gặp ai đó hoặc là làm việc với ai đó thì có thể là bạn sẽ phải chờ, hoặc là có thể chờ rất lâu, hoặc là chờ chờ trong một vài ngày, hoặc là nhanh nhất là phải ngày hôm sau mới có tin tức về cái việc mà bạn muốn gặp hoặc là cái người mà bạn muốn gặp. Cái thứ hai nữa là nếu mà bạn đang nhờ vả ai đó giúp đỡ bạn một cái gì đó thì mình cảm thấy ở đây cái việc nhờ vả giúp đỡ á, thì nhờ được, nhưng mà giúp á, thì cái người giúp có thể là họ phải cần thêm sự sự gọi là giúp đỡ từ phía phía khác, tức nghĩa là một mình họ không thể giải quyết công chuyện mà cần thêm đối tác hoặc là họ giúp nhiều người hoặc là họ đang bận. Tại vì bài này lên mình nghĩ có thể là một là rất là bận, cái người mà bạn nhờ giúp thì họ bận hoặc là họ đang hoặc là cái việc này nó bị khó, thành ra mình cảm thấy họ không thể giải quyết liền hoặc là giải quyết trong một sớm một chiều, mà có thể họ sẽ nói với bạn đó là cái việc này sẽ tốn thời gian và sẽ giải quyết từ từ, từ từ, từng bước một chứ không có giải quyết nhanh. Mình nghĩ là có thể một số người thì sẽ phải làm việc gì đó hoặc là kết kết nối với một số người mà có thể bạn không thích hoặc là
cái gọi là cái cuộc gặp gỡ đó không mang lại cái lợi ích hoặc là giá trị gì hết. Mình cảm giác giống như là không có hiểu được hoặc là không có nắm được cái góc nhìn của nhau, hoặc cũng như là không có làm theo cái kỳ vọng của nhau. Còn về chuyện tình cảm giữa bạn với họ thì mình cảm thấy ở đây giống như đó là cái mối quan hệ này thì vẫn có sự tương tác với nhau tốt. Tốt ở đây tức nghĩa là có tương tác, có gọi là có kết nối. Tuy nhiên mình cảm thấy giống như là cái buổi nói chuyện hoặc là cái mối quan hệ đó, một đó là nó hơi kiểu giống như đó là nó hơi mang tính kiểm soát. Mình thì không biết là người nữ kiểm soát hay người nam kiểm soát, nhưng mà mình cảm thấy có một bên hơi mang tính kiểm soát hoặc là mang tính kiểu như tùy hỷ, còn một bên là kiểu giống như là tùy tâm tùy hỷ, tức là một người kiểm soát, một bên thì kiểu hơi hơi lơ là, hơi kiểu cẩu thả hoặc là hơi kiểu tùy tâm tùy hỷ, thì nó dẫn đến cái mối quan hệ nó hơi kiểu giống như đó là không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà kiểu giống như nói hoài hoặc là kiểu một bên tùy hỷ một bên kiểm soát thì nó sẽ dễ mâu thuẫn với nhau. Thì mình thấy có mâu thuẫn, nhưng mà cái mâu thuẫn này thì nó lại kiểu giống như nói qua nói lại thì một hồi cũng quên, nhưng mà cái vấn đề thì nó vẫn còn ở đó. Thành ra có thể là giữa hai người có một người khó tính hơn, nghiêm túc hơn, hoặc là hơi kiểu thích drama, thành ra nó làm cho cái mối quan hệ hơi bị căng ha, chứ thật ra mình cũng không nghĩ là có vấn đề gì. Thời vận và sức khỏe của những bạn trong tụ 2 ha, bạn có sáu kiếm, bạn có kỵ sĩ gậy và bạn có vua vua kiếm ha. Thì bài lên nhân vật người rất là nhiều ha. Về thời vận của bạn thì đầu tiên là có thể trong tuần này bạn sẽ gặp người đàn ông, một người nam. Người nam này thì nam mình nghĩ là trung tuổi, chắc tầm khoảng 30-40. Có thể người này là một cái người rất là nóng tính và nghiêm khắc, và họ cũng rất là giỏi về chuyên môn hoặc là cái lĩnh vực mà họ làm. Và mình cảm giác giống như cái việc mà tác động với người này hoặc là giao tiếp hoặc là làm việc với người này thì mình cảm giác nó hơi hơi nặng và hơi chua. Cái thứ hai nữa là nếu mà bản thân bạn đang cố gắng tìm một cái hướng đi, tìm một cái lời khuyên hoặc là đi tìm một cái sự giúp đỡ thì có thể bạn sẽ gặp được một vài người có thiện chí muốn giúp đỡ bạn, nhưng mà bạn phải cân nhắc lại coi bạn thật sự bạn thích đi theo hướng nào. Tại vì ở đây chúng ta có kỵ sĩ gậy với vua lửa. Kỵ sĩ gậy thì làm theo lý tính thôi, kiểu giống như đó là làm theo cái lửa, cái đam mê thôi, hoặc là kiểu giống như là cứ làm đi, sai tính sau. Còn vua kiếm thì họ sẽ làm theo kiểu giống như là có sự phân tích, có một cái trật tự, có một cái nguyên tắc, nhưng mà nó hơi khó hoặc là nó hơi bài bản, nó hơi truyền thống. Thì một cách là phá cách, còn một cách là đi theo truyền thống, thì tùy theo bạn thế. Nhưng mà quan điểm của sáu kiếm đó là thời vận của bạn là bạn đang đi tìm một cái cơ hội cho bản thân, thì có nghĩa mình nghĩ là tốt. Còn về kiểu như sức khỏe của bạn á, thì mình nghĩ là mắt nha, hốc mắt, xương mình cảm giác bị sụt cân, hoặc một số bạn có vấn đề gì đó về cân nặng. Mình thì mình nghĩ một là sụt cân, hai là bạn cảm giác bị yếu hơn, hoặc là bạn cảm giác bị lạnh, bị thiếu năng lượng. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là bạn có thể bị nhức đầu hoặc là chóng mặt. Mặt bạn nào hay bị hạ huyết áp hoặc là dễ xỉu hoặc là dễ kiểu giống như tụt đường huyết thì cẩn thận thêm giùm mình ha. Có thể là các bạn bị chóng mặt hoặc là trúng gió, trúng lạnh ha. Xin chào các bạn chọn tụ số 3. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn ha. Lá bài đại diện cho năng lượng tổng hợp của năng lượng của bạn trong tuần lễ này, bạn có là The Sun. Thì đối với mình thì mình cảm thấy là trong tuần lễ này cái gọi là mình cảm thấy là các bạn sẽ nghe được tin tức tốt lành, hoặc là các bạn sẽ cảm thấy năng lượng của các bạn nhiều hoặc là cao. Trong một số trường hợp thì các bạn mình cảm thấy là các bạn cảm thấy khá là thoải mái và tự tin với bản thân, hoặc là các bạn đang làm những cái việc mà các bạn yêu thích, hoặc là các bạn đang làm những cái các bạn làm tới đâu các bạn cảm thấy công việc nó hanh thông, nó gọi là nó suôn sẻ tới đó. Mình cảm giác bạn không quá tự đặt áp lực cho bản thân, cũng như là không có quá khiên cưỡng trong trong cái tuần lễ này. Mình cảm thấy giống như là bạn enjoy cái tuần theo cách riêng của bạn, và dù công việc nó như thế nào, nó nhiều hay nó ít, dù là trong tuần này cái gì đó nó có diễn ra hay không, thì mình cũng cảm thấy bạn giống như bạn để cho mọi thứ nó xảy ra, hoặc là nó đi theo đúng cái định hướng mà bạn đã nghĩ hoặc là bạn đã cân nhắc. Mình không có cảm giác bạn thấy vội, hoặc là có thể trong tuần này bạn sẽ có tiệc tùng hoặc là có một cái sự kiện gì đó mà nó liên quan tới vui chơi giải trí, hoặc là có thể là mua sắm gì đó ở đây ha. Để coi cái công việc trong tuần này của bạn như thế nào ha. Bạn có năm gậy, bạn có The Emperor và các bạn có kỵ sĩ cốc. Đối với mình thì bài lên ở đây, nếu mà gọi là trong công ty hoặc là trong cái chỗ làm của bạn mà có drama về quyền lực và sức mạnh, kiểu giống như là giữa trâu bò đánh nhau á, thì ruồi muỗi sẽ không chết. Hoặc là nếu mà giữa cái team làm việc của bạn á, có người lớn tuổi và một người kiểu và cái đội ngũ trẻ tuổi,
thì giữa cái team lớn tuổi và cái team trẻ tuổi thì có vẻ như kiểu hơi không thuận nhau lắm hoặc là không hợp nhau lắm. Trong một số trường hợp thì nếu mà bạn nào đang có những cái sự bực dọc khó chịu nào đó giữa cách làm việc, có thể là cách làm việc của team mình với cách làm việc của team người ta, thì có thể là sẽ có sự can thiệp hoặc là có sự điều chỉnh gì đó đến từ sếp hoặc là cấp trên. Có thể trong thời gian tới cái nội bộ trong công ty của bạn nó sẽ có một vài cái sự điều chuyển và thay đổi, hoặc là nếu không á, thì nó sẽ liên quan tới việc là có một cái sự tuyển mới hoặc là thêm mới nhân viên, có thể là nhân viên cấp cao hoặc là nhân viên dạng giống như sếp giám sát đó, nhân viên có kinh nghiệm, hoặc là sẽ có một cái sự chấn chỉnh liên quan đến quy định quy tắc hành xử hoặc là quy định quy tắc làm việc gì đó giữa các phòng ban. Mình thì mình cảm thấy cái quy định mới này nó cũng không có thay đổi được nhiều, nhưng mà ít nhất nó giúp cho những cái người làm việc trực tiếp giữa các phòng ban hoặc là làm việc với một người bên ngoài á, nó sẽ dễ thở hơn tại vì nó có nguyên tắc. Một cái nữa giống như là công việc của mấy bạn có thể nó hơi bị đứng hoặc là nó hơi kiểu giống như là bị gọi là ngưng đình trệ trong trong tuần, nhưng mà sau đó thì có thể là phải làm việc gấp rút hoặc là làm việc tăng ca để giải quyết cái vấn đề gọi là chậm trễ trong công việc vì lý do bất khả kháng, tức nghĩa là có thể có một vài cái sự việc mà nó xảy ra hoặc là một vài cái công việc mà giống như văn thư đến muộn hoặc là giấy tờ ký muộn hoặc là thất lạc hoặc là không có họp thành thống nhất được, vẫn chưa ra ý kiến cuối cùng, hoặc là kiểu giống như làm cái người quyết định họ vẫn chưa chấp nhận hoặc là chưa ký tên, thành ra cũng không có giải ngân, không có làm gì được hết, thì có thể là bạn phải chờ rồi sau đó bạn phải công đích lên bạn làm ha. Rồi những cái bạn nào mà đi phỏng vấn xin việc tìm việc á thì bà này lên đi phỏng vấn gặp người dữ nha, người này thì rất là khó rất là nghiêm và họ cần một cái người thật sự có năng lực. Còn bạn thì mình cảm giác là bạn thì có thể hơi bị non hơi bị xanh so với cái công việc, nhưng mà họ thấy tiềm năng ở bạn và họ cũng đang cân nhắc là liệu nếu mà cho người này vô á, thì có đủ năng lực về lâu về dài hay không, hay là tuyển dụng thời gian xong rồi sợ rồi đi. Tại vì mình cảm giác ở chỗ này đang có một cái sự biến động nhân lực mà đặc biệt liên quan tới cái chuyện là sự ổn định trong nhân sự, họ muốn tìm đi người người có năng lực nhưng mà làm lâu làm dài làm bền, và họ cần một cái người gọi là có khả năng tự làm hoặc làm việc độc lập ha. Mình sẽ qua tới cái phần tìm các mối quan hệ của những bạn độc thân ha. Các bạn có năm tiền nữ hoàng cốc, ở nữ hoàng kiếm ha, và kỵ sĩ tiền ha. Thì đối với những bạn chọn tụ số số 3 thì các mối quan hệ xung quanh của mấy bạn thì mình cảm thấy là trong tuần lễ này có thể là có người sẽ muốn gọi là giúp đỡ hoặc là có người muốn tìm gặp các bạn, có thể là họ sẽ muốn nhờ vả hoặc là muốn sử dụng mối quan hệ để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc là tìm kiếm một cái sự kết nối. Có thể một số bạn sẽ làm việc với một người nam, hoặc là có thể là có một cái sự thay đổi hoặc là một cái sự hẹn gặp theo kiểu giống như là để hẹn để nói chuyện, hẹn để làm việc riêng, hoặc là có thể giống như có người tìm đến bạn để đưa đồ, gửi đồ. Một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn sẽ phải di chuyển hoặc là đi đâu đó để gặp một cái người mà có thể là bạn sẽ sau này bạn sẽ có kết nối hoặc là kiểu giống như là sẽ có lợi sau này. Một số bạn thì mình cảm thấy giống như là nếu mà bạn đang tìm gặp ai đó hoặc là bạn đang cố gắng kết nối hoặc là làm việc với ai đó thì có thể người này, một là họ không có thiện chí kết nối, hai nữa là họ đang bận cái công việc riêng, thành ra họ cũng không có quá nhiều thời gian để lo, để nghĩ hoặc là để hỗ trợ các bạn được. Trong tuần lễ này bạn có hai lá hoàng gia thì có thể bạn sẽ hơi bận rộn trong cái việc tiếp xúc với người, có thể là nhiều đối tượng khác nhau, lớn tuổi có, còn có Queen of Swords và có thể có một đối tượng trẻ tuổi với các bạn ha. Rồi nếu mà bạn nào đang gọi là làm việc với người nữ lớn tuổi hoặc là có những cái vấn đề đó với người nữ lớn tuổi thì có thể giống như là bạn cần phải nên kiểu giống như đó là dĩ hòa vi quý, hoặc là nên kiểu giống như đó là vuốt mặt phải nể mũi. Mình cảm thấy giống như đừng có cố gắng, đừng có cứng nhắc hoặc là đừng có cố gắng kiểu giống như cãi chày cãi cối. Mình cảm giác giống như là làm sao mà hai bên đều win win với nhau là được, hoặc là kiểu giống như là đừng có đụng chạm gì đó đến lợi ích hoặc là quyền lợi đó của nhau. Mình cảm giác giống như là tốt nhất là như vậy về chuyện tình cảm giữa tình cảm của bạn ha. Thì nếu mà bạn về chuyện tình cảm thì mình cảm thấy ở đây giống như nếu mà bản thân bạn một mình thì thật sự mình cảm thấy là cái điều mà bạn quan tâm ở thời điểm hiện tại là công việc và cuộc sống cũng như là hướng đi. Có thể một số bạn cũng có những cái người, những cái đối tượng mà nhìn thì cũng được, trông thì cũng ok, nhưng mà cái gọi là
để mà bạn đủ cảm nhận được cái sự tiến triển, cái sự phát triển trong mối quan hệ hoặc là cảm xúc để xây đắp thêm thì có thể nó không có nhiều hoặc là nó không có đủ, hoặc là các bạn cảm giác giống như là đối tượng này chưa thật sự phù hợp, nó chỉ là đối tượng tiềm năng thôi, và bạn cũng chưa có muốn giống như trao lại cái ngôi vua hoặc là cái vương miện cho cái thằng kỵ sĩ, bởi vì bạn cảm giác nó thiếu một cái sự chững chạc và trưởng thành, hoặc là có thể là có sự chênh lệch gì đó giữa bạn với họ. Thành ra mình cảm giác giống như mặc dù bạn độc thân nhưng mà cái việc cho cơ hội với người khác á, thì mình cảm giác là bạn hơi kén chọn hoặc là bạn hơi kiểu đắn đo ha. Có thể một số bạn là đang bận nhiều việc trong cuộc sống nên thật ra cũng không có quá nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm ha. Bây giờ mình sẽ qua tới gọi là những bạn có đôi có cặp ha. Bạn có bảy gậy, bạn có the moon và bạn có vua kiếm. Các mối quan hệ xung quanh của những bạn có đôi có cặp trong tuần này á, thì mình cảm thấy á, là có thể là có một cái câu chuyện rỉ tai về một cái người nam nào đó, hoặc là một cái câu chuyện gì đó liên quan tới chuyện gọi là bằng mặt không bằng lòng với một cái người nam nào đó ở đây. Mình thì mình cảm giác giống như là hai bên làm việc kiểu giống như không có mấy thuận thuận ý với nhau, nhưng mà kiểu giống như ai có quyền thì người đó có lợi, tức nghĩa giống như bạn ghét mình thì cũng ghét bạn, nhưng mà kiểu giống như bằng mặt không bằng lòng với nhau. Nhưng mà bởi vì mình lớn chức hơn bạn nên, hoặc là mình làm lâu hơn bạn, hoặc là mình ở đây lâu rồi, còn bạn thì là người mới đến, nên thành ra bạn cũng không có làm gì được mình, tức nghĩa là hoặc là mình cũng không có làm gì bạn, tức nghĩa mặc dù mình lớn chức hơn hay là mình làm lâu hơn nhưng mà mình cũng không ăn hiếp gì bạn, nên bạn cũng không có cớ để nói mình. Có thể là giữa hai người sẽ có những cái sự hụt hẫng, bực bội, khó chịu gì đó với nhau, nhưng mà kiểu giống như người ngoài đứng nhìn vô thì cảm thấy giống như đó là cái người này cũng chả làm gì sai, nhưng mà kiểu giống như vẫn có ai đó rỉ rả những cái thông tin hoặc là những cái điều không tốt không hay gì đó về người còn lại, hoặc là kiểu nói bóng nói gió, nói gọi là nói hoa nói hòe về cái việc gì đó ở đây, nhưng mà mình cảm giác giống như là nó chỉ là thị phi, nó chỉ là những cái gọi là kiểu giống như ngồi lấy đôi mắt thôi, mình không nghĩ nó là một cái gì đó có thể gây hại. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu trong tuần này mà các bạn đang có ý định nhờ vả ai đó, hoặc là kiểu giống như là tìm kiếm sự giúp đỡ, thì mình thấy là cái người này có vẻ giống như họ không có thiện chí giúp lắm, nhưng mà cái gì họ làm được thì họ làm, hoặc là bạn phải chủ động, hoặc là bạn phải kiểu giống như là hơi một là bạn phải chủ động, hai là bạn phải kiểu giống như là hơi hơi cúi mình một chút xíu để van xin lại lục, nhưng mà cũng không tới mức đó, nhưng mà kiểu giống như đó là kiểu giống như người này họ bận và họ cũng không có quá nhiều thời gian rảnh và họ ưu tiên công việc của họ hơn. Thành ra việc mà bạn muốn họ giúp hay là muốn nhờ vả họ thì mình cảm thấy có thể như bản chất người này họ cũng chả nhờ ai, nên việc mà mình nhờ người ta thì có vẻ giống như cũng không phải là cái khả năng cao là nhờ được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bởi vì người ta không nhờ mình mà tự nhiên mình nhờ người ta, cái tự nhiên mình cảm thấy nó phiền, có cái gì đó ở đây nó hơi phiền, hơi bực bội, hơi 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 phiền thôi chứ không có bực bội, phiền thôi. Rồi nếu mà bạn nào đang có ý định tìm gặp, liên lạc hoặc là hẹn gặp hoặc là làm việc với sếp hoặc cấp trên hoặc là người khó tính nha, hoặc là làm việc với một người khó tính hoặc là tiếp xúc với một người khó tính, thì mình nghĩ ở đây tốt nhất là cứ làm theo đúng những gì mà người này yêu cầu là được. Rồi về chuyện tình cảm giữa bạn với họ thì mình cảm thấy là giữa hai người bảy gậy với vua kiếm thì mình cảm thấy giống như là giữa hai người cái sự trao đổi, cái cách nói chuyện với nhau á, thì có thể nó thiếu một cái sự gọi là đồng cảm, hoặc là thiếu một cái sự gọi là hiểu. Mình cảm giác giống như đó là mỗi người đều có cái lý do, hoặc là mỗi người đều có một cái quyết định riêng cho cái mối quan hệ này, và cả hai người đều cảm thấy giống như đó là kiểu giống như đó là thấy thì cũng được, kết nối thì cũng được, nhưng mà tình cảm thì lại không quá là mặn nồng, hoặc là kiểu giống như giữa hai người cảm thấy giống như là có ở ở ở ở giữa hai người càng lúc có nhiều khoảng cách, hoặc là kiểu giống như cái khoảng cách càng ngày nó càng xa hơn, và hai người bỏ thì cũng không không nỡ bỏ, nhưng mà giữ thì cũng cảm thấy không phải quá muốn giữ, kiểu giống như là nếu mà người kia còn muốn giữ thì mình muốn giữ, còn nếu mà người kia không muốn giữ nữa thì mình cũng thôi. Mình cảm giác nó hơi kiểu giống như muốn buông xuôi hoặc là muốn buông trôi cái mối quan hệ, và mình cảm thấy giống như là có nhiều điều không có nói, hoặc là kiểu giống như là mỗi người đều có một cái suy nghĩ là nếu mà không thành với người này thì có thể mình sẽ đi tìm một mối quan hệ khác, hoặc là đại loại là có nếu mà không có suy nghĩ là đi tìm mối quan hệ khác thì cảm giác nói với đối phương thì nó cũng không có giúp ích hoặc là cải thiện được cái gì ha. Thời vận và sức khỏe ha, các bạn có lá chắc cho mình ha, các bạn có chín gậy, các bạn có
8 cốc ha. Thời vận của mấy bạn thì cũng không tốt lắm, kiểu giống như thời vận kiểu giống như đó là có việc thì làm, có công chuyện thì giải quyết, nhưng mà dù sao thì cũng giải quyết xong. Có một số chuyện thì mình cảm thấy là trong tuần lễ này các bạn đừng cố gắng khiên cưỡng ha, cứ gọi là xem mọi thứ nó giống như là một cái trải nghiệm, một cái bài học, và dù cái câu chuyện đó nó đi theo hướng tốt hay hướng xấu thì cứ chấp nhận nó, đừng có cố gắng sửa, cố gắng thay đổi, cố gắng làm khác đi. Mình cảm giác ở đây giống như là trong tuần lễ này cái gì nó đặt ra như thế nào thì nó đã là như thế đó rồi, có cố sửa, có cố thay đổi, có cố khắc phục, có cố làm cái gì đi chăng nữa thì nó cũng vậy. Thời vận thì không tốt lắm nhưng mà kiểu nó cũng không phải là xui xẻo, nó cũng không phải là bực dọc, nó cũng không phải là cãi nhau, nó chỉ là kiểu giống như đó là mình làm được tới đâu hay tới đó, nước tới đâu tát tới đó. Rồi nếu một số bạn đang có những cái vấn đề gì đó liên quan đến lời hứa, hứa hẹn, cam kết, nhờ ký kết, xin 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 học bổng, xin giấy tờ xác thực hay là chứng thực, hay là làm những cái gì liên quan đến công văn sổ sách đồ đó, thì có thể là bạn sẽ có tin tức sớm vào cái việc này, về cái việc này mình vẫn thấy đạt được nhưng mà mình cảm thấy hơi lâu. Một số bạn thì mình thấy là bị reject, mà cái reject này này nó sẽ liên quan tới chuyện đó là bạn do bạn thiếu hồ sơ giấy tờ hoặc là bạn bỏ sót cái gì đó liên quan tới cái việc gọi là bạn phải làm lại, nộp lại hoặc là bổ sung thêm thì mới có, tức nghĩa là không phải không có mà là nó có nhưng nó bị trễ. Rồi về sức khỏe của mấy bạn á, thì mình nghĩ ở đây đó là một có bạn nào bị nám, bị nám hoặc là cơ địa của các bạn giống như gan mấy bạn bị yếu, hoặc là bạn bị da các bạn bị sần không, hoặc là kiểu giống như người của các bạn da nó bị khô, bị sần, bị nám, bị chai, bị bạc màu, hoặc là kiểu giống như nó khô, nó bong tróc, nó ngứa không, thì nếu có thì bạn tìm cách chữa giùm mình ha, tại vì mình thấy có bệnh về da hoặc là có bệnh về cái gì đó liên quan đến gọi là gan thận, không phải gan, gan hoặc là độc trong máu hoặc là độc trong người gì đó kiểu vậy, nhưng mà kiểu giống như là nó chỉ làm cho bạn bị mẩn, bị ngứa, bị gọi là bứt rứt thôi.